Chào các bạn nhé. Đấy thì bây giờ mình cũng vào tới chỗ vất chung lườn nhưng mà đây mình đánh cái bài cỏ. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống mình vớt nhé. Đấy, mình đánh như thế nào. Rồi các bạn biết rồi. Chết. Nghỉ lại mất rồi các bạn. Thôi là mất rồi. Biết mới đi không các bạn, tôi xả mình nát biết mới nội các bạn ạ. À, lên đi rồi. Mất tiếp. Đó, bắt đầu mình đến vớt một kiểu này thì này cái chỗ này mình đánh ngụm ít thôi. Đây con ống họ không biết à. Nó lại cái lần lại mất tiêu rồi các bạn. Nào. Hà Nội này. Gắn mắt biết. Các bạn thấy không lật. Này mất tiêu. Mày
Vâng, vết mới luôn. Vết mới nội đó. Còn đúng muôn cái các bạn. Đúng muôn cái. Đây mình sẽ đi chỗ khác nhá các bạn nhé. Bạn nhé, thì bây giờ mình về tới nhà rồi. Bây giờ mình sẽ đổ ra nhé. Được cả check. Thank you.
thẻ cuối cùng của bạn. Hết rồi. Nói với phân hòm đây, bà xã mình đào hòm xong rồi, em mấy bao một cần luôn chung xong rồi. Đây hòm cái nào như thế nào các bạn, vợ chồng mình làm cái này là tuốt rất kín. Vừa dọn vẫn chưa được dọn, chế thì mình lấy cắt tải đi rồi. Các bạn nào cần nhu cầu đặt hàng ở trong nhà mình chúng mình nhé, để lại số điện thoại để vợ chồng mình chế điện. Mình chào tất cả các bạn nhé.